Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ok, chúng ta đứng lên, chúng ta đọc câu thánh trong sáng kiến của 12, 1, 3, chúng ta đứng lên. Hãy đọc và để lời Chúa thấm vào trong lòng của chúng ta. Chúa bảo Abraham, của đọc kinh nha, Chúa bảo Abraham, con hãy rời bỏ quê hương dân con và nhà cha con, để đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn, ta sẽ ban phước lành cho con và làm nổi danh con, và con sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước lành cho ai chúc phước con và của xã cái nào quyền của con. Tất cả dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Lần nữa nhé. Chúa bảo Abraham, con hãy rời bỏ quê hương dân con và nhà cha con, để đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn, ta sẽ ban phước lành cho con và làm nổi danh con, và con sẽ thành nguồn phước. Ta sẽ ban phước lành cho ai chúc phước con và của xã cái nào nguyện của con. Tất cả dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Lạy cha con đến với Ngài và con cảm ơn lời của Ngài đã hứa, thề hứa với dân Israel. Và đây cũng là lời mà Ngài đã thề hứa và làm trọn qua Chúa Giêsu Christ. Và bởi vì qua Chúa Giêsu chúng con trở thành là con dân Do Thái thuộc linh, và chúng con được thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Và chúng con đón nhận điều này, chúng con công bố và đón nhận điều này và công xưng rằng hội thánh của chúng con là thánh lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng không cao ngàn. Chúng con cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen. Ok, mời chúng ta an toàn. Hành trình theo Chúa, mặc dù Chúa có lời hứa dành cho chúng ta, nhưng mà không có nghĩa là lời hứa đó tự động nó đến với chúng ta. Nó lệ thuộc vào chúng ta bước đi với Chúa như thế nào. Nó không phải đương nhiên nó xảy đến với chúng ta, nhưng lệ thuộc vào cách chúng ta, khi chúng ta đi theo Chúa, khi chúng ta đối diện với nan đề, khi chúng ta đối diện thử thách, khi chúng ta đối diện hoàn nạn, lúc đó chúng ta làm cái gì. Cho nên một trong những nguy hiểm mà con cái Chúa chúng ta không có nắm vững, đó là chúng ta dễ dàng bị phân tâm. Chúng ta dễ dàng bị phân tâm, chúng ta dễ dàng bị chi phối bởi nhiều thứ xung quanh chúng ta. Và cái sức mạnh của phân tâm rất là quan trọng. Nếu như chúng ta không tập Chúa mà chúng ta phân tâm, dù quý vị là cái người thông minh giỏi cách mấy đi chăng nữa, mà nếu không có tập Chúa phân tâm, chúng ta sẽ không học, không thể không thể nào chỉ đạo được. Có những người mà có khả năng rất là thông minh, nhưng mà họ bị phân tâm, tình cảm bị phân tâm, bạn bè, và cuối cùng họ không học xong. Trong sự phân tâm cũng vậy, khi chúng ta đi làm, nếu chúng ta để cho đời sống mình không tập Chúa vào làm việc, và chúng ta vừa làm và vừa ăn chơi, chắc chắn chúng ta sẽ phá sản. Trong hôn nhân mà nếu chúng ta không tập Chúa vào trong vợ chồng và hôn nhân của chúng ta, và gia đình chúng ta, chắc chắn gia đình chúng ta sẽ có sự khổ sở. Khi chúng ta không có sự phân tâm thì chúng ta lái xe, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp tai nạn. Cho nên cái sự phân tâm đến trên đời sống của chúng ta, chúng ta có thể có ước mơ, chúng ta có thể khải tượng, chúng ta có những điều chú ước dành cho chúng ta. Nhưng mà nếu như chúng ta để cái sự phân tâm đó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta, chắc chắn là chúng ta sẽ không đạt được những gì chú ước dành cho mình. Cho nên mục tiêu của khải tượng của Hội Thánh chúng ta đó là lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Và nó dựa ở trên câu của Thánh của Sáng Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 3. Và ngày hôm nay như tôi đã nói chúng ta trong Ga-ti đoạn 3 câu 13, đó là Chúa Giê-xu đã gánh lấy sự rủa xả cho chúng ta rồi tại thập tự giá. Và do đó ngày hôm nay qua Chúa Giê-xu, các phước lành mà chỉ dành cho Abraham trở thành cái phước của chúng ta. Không phải bởi chúng ta cố gắng được, nhưng mà bởi đó giao ước Chúa hứa với Abraham, bởi vì ông tin lời Chúa. Và chủ đề của khải tượng của chúng ta là lớn mạnh. Lớn mạnh là như thế nào? Không phải chỉ lớn không, nhưng mà mạnh nữa. Có nhiều người to lớn nhưng mà yếu xìu,
mà tối được nhớ đến là cái bài hát nhỏ xíu đi ai xìu xìu ra, ai nhớ bài này không ạ? Hát chút xíu nha. Nhỏ xíu ý a xìu xìu, nhỏ xíu ý a xìu xìu, nhỏ xíu ý a xìu xìu, chứ không xìu xìu. Có nghĩa là nó nói tới cái hạt cải nó nhỏ, hạt cải nó nhỏ nhưng mà nó có tiềm năng, nó có sức mạnh lắm. Và Chúa Giêsu nói nếu mà chúng tin chúng ta như hạt cải, chúng ta sẽ truyền cho mọi núi cất lên và quăng xuống biển. Nó cũng liên quan xuống, có nghĩa là chúng ta đang định cho những nan đề, những khó khăn trong đời sống chúng ta, nó cất khổ chúng ta thì nó cũng sẽ cất khổ chúng ta. Như vậy cho chúng ta thấy là muốn một hội thánh muốn lớn lên mạnh thì trước nhất chúng ta phải là lớn mạnh trước, chúng ta phải người ảnh hưởng trước, chúng ta phải đi đến đâu và chúng ta phải tin rằng là bất cứ một nan đề trong đời sống mình đủ sức lớn mạnh mình vượt qua, bất cứ một cái khó khăn thiếu thốn, bất cứ một điều gì, chúng ta tin rằng mình sẽ thịnh vượng và mình sẽ đem đến cái phước cho người khác. Mình đến đâu mình tin là mình ảnh hưởng đến người đó. Và đây là một điều rất là quan trọng chúng ta. Điểm nhất mà chúng ta sẽ nói đến là lớn mạnh. Kinh Thánh cho chúng ta trong Sáng Ký đoạn 1, đoạn 12 hồi nãy đó. Ta sẽ làm con thành một nước lớn. Và trong trong Sáng Ký đoạn 18, câu 18 đó, thì Kinh Thánh cho biết Chúa nói với Adam sẽ thành một dân tộc lớn hùng cường và mọi dân tộc thế giới sẽ dờ người vào Chúa. Cho nên đây Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều đó là Chúa chúc phước, Chúa muốn Chúa lập giao ước với Abraham, đó là Chúa muốn ông lớn mạnh. Amen. Và do đó chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta không thể sửa sửa được. Là con cái Chúa chúng ta không thể nào buồn bã được. Là con cái Chúa chúng ta không thể nào than thở được. Là con cái Chúa chúng ta lúc nào không thể nào lúc nào mặc dài thòn gì đó luôn được. Là con cái Chúa chúng ta không thể nào mà giận hờn được, bởi vì chúng ta phải lớn và mạnh. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến đời sống chúng ta, nó sẽ phải ảnh ra chúng ta lớn và mạnh. Một người mà khi mà gặp một cái túi sách nặng và chúng ta dỡ lên một cách nhẹ nhàng, chúng ta nhìn biết người đó mạnh. Một người khi mà gặp một cái nan đề nào trong đời sống của họ, họ vượt qua một cách dễ dàng mà không ngồi nó than thân trách phận, mình biết là người đó mạnh mẽ. Cho nên bắt đầu hôm nay hãy tỏ ra một người đời sống, một người sống mạnh mẽ, không phải bởi chúng ta làm cho mình mạnh mẽ, bởi vì chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta được sinh ra bởi Đức Chúa Trời và chúng ta là người mạnh mẽ, vì Đấng ở trong chúng ta lớn hơn trách phận trong thời gian. Và làm sao để trở thành một hội thánh mạnh mẽ? Tôi muốn định nghĩa ở đây một hội thánh lớn mạnh bao gồm có những con người có đức tin kiên định. Bất cứ chuyện gì xảy ra mình tin và mình không thay đổi cái niềm tin của mình. Họ tin kiên định, họ sống theo lời Chúa và không thỏa hiệp. Chúa dạy cái gì mà họ tin cái điều đó, không quay bên trái, không quay bên phải. Họ sống ngược lại người thế gian. Thế gian sống gian dối, sinh ra lừa lọc, sinh ra thủ đoạn, nhưng họ sống ngay thẳng, họ sống ngược lại những gì mà những người thế gian sống. Họ không sợ dư luận nói gì về mình. Ai nói về tôi không có bị ảnh hưởng bởi những câu nói. Ai chê bai mình, họ không bị hưởng bởi vì họ kiên định. Một người mà hội thánh lớn mạnh là có những con người mà có đời sống mạnh mẽ, can đảm. Tâm trí của họ, đức tin của họ đặt vào Chúa chứ không dựa vào mình. Họ không dựa vào người này, dựa vào người kia. Họ có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Họ là những người không để cho những dục vọng của xác thịt lôi cuốn họ. Ai rủ họ chú dục đi vào thờ, ai kêu họ làm cái dục trên thì họ quyết định là họ đi vào Chúa, đi thờ của Chúa. Vì có sự kiên định, họ không thay đổi. Họ là những con người mà chịu học hỏi để được huấn luyện làm sao phục vụ Chúa một cách xuất sắc nhất. Họ làm cái gì họ muốn làm điều đó xuất sắc nhất. Nếu nấu ăn cho hội thánh, họ sẽ đổi tâm trí vào và nấu ăn cho họ. Nếu họ là những người mà được gọi là giống như là phục vụ trong ban thời phượng, họ hát tốt nhất, họ chuẩn bị tốt nhất để thờ phượng Chúa. Nếu họ là những người mà được tiếp tân thì họ phải là những người tiếp tân một cách xuất sắc. Ai tới nhà thờ vui vẻ gặp gỡ chào hỏi và đưa tới chương trình, tất cả những gì họ phải làm xuất sắc. Đó giống như một cái này. Nhưng những người mà mạnh mẽ mà Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là có những người có tiếng tốt, đời sống họ có tiếng tốt,
Người khác nhìn vào đời sống họ có thích không? Họ nhìn vào đời sống nó, đây là người chồng tốt, đây là người vợ tốt, đây là những đứa con tốt, đây là những người công nhân tốt trong chỗ làm. Những người mà cái tính tốt bước vào trong chỗ nào đó, người ta nhìn thấy người ta tốt. À, những người mà đây là những người có tính tốt, những người đầy dẫy thánh linh, có những con cái yêu thương, có những con cái nhân từ hiền lành, đức tính là mà chúng ta có những con cái này. Trong mọi hoàn cảnh nó luôn bày tỏ sự bình an của Chúa. À, đây là những con người mà khôn ngoan, khi gặp hoàn cảnh nào có sự khôn ngoan của Chúa để mà giải quyết. Họ đầy dẫy tin, khó khăn đang đầy đó, họ không bị lung lay, nhưng họ đầy dẫy đức tin, họ đầy dẫy ân điển và quyền năng, họ có sự yêu thương những người khác. Khi người khác đối xử cho họ thế nào thì họ lộ ra tình yêu thương. Và chúng ta biết là những người đi Canada vừa rồi có những chuyện xảy ra, nhưng mà những người thấy rõ ràng chúng ta có sự yêu thương và chúng ta có sự bình an cho nó, và có sự chống đối, nhưng mà chúng ta cũng lộ ra là những người mà tin Chúa thật, có nhìn thấy điều này, có tình yêu thương và có lòng mong muốn cứu người khác. Nếu như là người tin Chúa, có gì phải có một ước ao trong đầu mình, làm sao mà gia đình mình được cứu, làm sao cha mẹ anh em mình được cứu, và mình tin cái chuyện này, Chúa hứa với con là gia đình con được cứu, cho nó cứ tin mà không thay đổi chuyện này, chứ không phải bởi vì nói gia đình mình không tin, chống đối mình cái thôi đi luôn đó, và không có chuyện này. Và họ không ngã lòng trong ngày hoạn nạn. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, sức lực con thật nhỏ mọn hay là kém khổ thật, hoặc trong những thử thách trong hoạn nạn họ không yếu, nhưng mà họ lộ ra cái sức mạnh của họ. Cho nên sáng khi mà Chúa nói với Abraham, ta sẽ làm con dân tộc lớn, một dân tộc mạnh hùng cường, có nghĩa là Chúa muốn nói cho chúng ta, muốn trở nên là một người mà mạnh mẽ, muốn trở nên một người mà lớn mạnh, thì cái thánh dạy chúng ta là Chúa dạy cho Abraham điều này: ta chọn người để truyền dạy con cái và dòng dõi người sau này gìn giữ đường lối của Đức Giê-hô-va bằng cách làm theo những điều công chính và ngay thẳng để Đức Giê-hô-va thực hiện Ngài đã hứa với Abraham. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa dạy Abraham, nếu con muốn làm nguồn phước, nếu cuộc đời con muốn cuộc đời ảnh hưởng cho người khác, nếu cuộc đời con muốn được nhận được sự giàu có, thịnh vượng, được phước, thì con phải dạy cho con thấy con đường lối của bạn, thì khó hầu nó được phước. Quý vị biết không, có một điều rất là quan trọng cho chúng ta như thế này. Tôi muốn giải thích chúng ta một sự việc mà trước đây tôi ở tại bên Anh Hà Nội, và Chúa dạy tôi và Chúa nói với tôi về điều này. Chúa nói với tôi về cái việc mà có những cha mẹ họ chịu khó, họ làm việc, họ ra tiền, nhưng mà không có nghĩa là họ giữ được tiền. Có những người họ đến rất giàu có, nhưng cuối cuộc đời họ rất là khó. Cái có những người mà họ làm ra tiền, họ giữ được tiền, nhưng mà họ con cái họ là người phá hủy. Họ có cái họ không giữ được cái không bước lên nối tiếp thế hệ, nối tiếp để tiếp tục cái những gì họ làm được, và thậm chí không nữa, nó giữ được bao lâu là chuyện khác. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết ngược lại, Kinh Thánh có những người đi theo Chúa, yêu mến Chúa, và Chúa ban phước cho họ, và cuối cùng cuộc đời họ có gì cả, bởi vì dọc đường họ bị phân tâm và không đi hết con đường. Rồi khi mà họ đi theo Chúa, cuối cùng đời của họ rồi, con cái của họ có nhận được những phước của Chúa không, và nó giữ được bao lâu, và cháu của họ có được hay không. Chúng ta hãy nhớ là Chúa hứa với chúng ta là khi chúng ta yêu mến Chúa thì ngày ba phước nhiêu đời, ngàn đời. Nhưng mà để ngàn đời này tiếp tục, cái đời này sang đời kia, thì Kinh Thánh Chúa nói với Abraham, ta thề hứa cho ba cho tổ, cho ba cho dần nổi con, nhưng mà con phải dạy cho con cái con, hãy dạy cho con cái con đường lối của ta. Và ở đây cho chúng ta thấy rằng để muốn trở thành mà một người mà lớn mạnh, để Chúa dạy chúng ta hãy khao khát sự thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu độ. Muốn được lớn mạnh lên, chúng ta phải khao khát lời của Chúa. Chúng ta muốn lớn mạnh hầu Chúa, chúng ta phải khao khát như bất lời của Chúa.
nói với nó nhất là 1 câu 13 lần, anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiếp độ, đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Chúa Jesus Christ hiện ra. Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những thực phẩm lúc trước anh em còn mê muội. Như đến được gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, vì có là chết các con phải thánh thì tạo thánh. Thì cái thánh cho chúng ta biết một cái điều đó là để muốn cho người mạnh mẽ, chúng ta phải gìn giữ cái cách ăn cách ở của mình, trong lời ăn cái ngó của mình, trong cách cư xử của mình. Và chúng ta muốn dẫn đến ảnh hưởng đến nguồn phước cho người khác. Nếu quý vị là người cha mẹ, tôi thí dụ thôi, nếu quý vị là người cha mẹ, quý vị nóng tánh, vợ chồng quý vị cãi lộn nhau, quý vị con cái của mình sẽ lớn lên tốt. Nếu như vợ chồng cứ luôn được với nhau, tranh đổ với nhau, không ai nhường ai, thì chúng ta nghĩ con cái của mình lớn lên nó thành công hiếm lắm. Do đó Chúa dạy cho chúng ta đó là hãy đổi mới tâm trí, hãy tiết độ. Khi mà nóng giận thì tiết độ, khi mà có một cái sự gì đó trên đời sống mình quá nản, thử thách mình, thay vì mình đổ dồn cho gia đình của mình thì tiết độ. Và kiểm soát tâm trí của mình, đặt hy vọng mình nơi ân điển của Chúa, coi như là khi hoạn nạn xảy đến cho đời sống của ta, chúng ta tin rằng ân điển của Chúa sẽ đến cho đời sống của ta và giúp chúng ta vượt qua. Amen. Chúa sẽ không bao giờ cho chúng ta một thử thách mà trong thử thách đó Chúa biết rằng chúng ta sẽ không chịu nổi. Và trong thử thách Chúa sẽ mở đường chúng ta ra khỏi, để cho chúng ta đủ sức để chịu đựng được. Cho nên những thử thách, những hoạn nạn cho đời sống của ta, ân điển luôn luôn dư dật để chúng ta vượt qua. Nhưng mà chúng ta có nhờ ân điển Chúa không? Chúa ơi, con đang gặp hoạn nạn, gặp thử thách này, Chúa giúp con vượt qua. Chúa, con đang thiếu tiền. Chúa, con đang có một căn bệnh, công việc làm con đang gặp khó khăn. Chúa ơi, xin ban ơn cho con, làm ơn cho con vượt qua. Kinh Thánh dạy cho chúng ta, cô tôi giúp đồng 4:20 thế này: thưa anh chị em, đừng suy nghĩ như trẻ con, nhưng về sự ác hãy như trẻ con, hãy trưởng thành trong sự suy nghĩ. Để mà trở nên lớn mạnh, một trong điều quan trọng cho đời sống của ta là thay đổi suy nghĩ, đừng suy nghĩ như trẻ con. Suy nghĩ trẻ con là gì? Hận cái giận, hận cái buồn, hận cái hành trách người này, hận trách người kia. Chúng ta không có, không giống như trẻ con nữa, mà chúng ta được lớn lên với Chúa. Quý vị muốn lớn mạnh để cho gia đình mình lớn mạnh thì trước tiên chúng ta phải là đừng như trẻ con. Amen. Nhưng mà điều ác hay như trẻ con có nghĩa là con nít không biết điều ác, nó đơn sơ của điều ác. Và do đó Chúa muốn chúng ta sống như này. Ephesians 4:12-13 thế này: các tín đồ được trang bị cho công tác phục vụ xây dựng thân thể của Christ. Có nghĩa là chúng ta được Chúa gọi chúng ta để chúng ta học hỏi, trang bị để chi gì? Để phục vụ Chúa. Có nghĩa là khi tôi đi ban thờ phượng đi, có những người đi, có những nhà, có người ở nhà có thể hướng dẫn cầu nguyện được, đúng không ạ? Không cần có cô Thảo đây, không cần có ai, nhưng mà chúng ta cũng làm được. Có những người đó là bước qua làm, đó là dấu hiệu của chúng ta trưởng thành. Bây giờ chúng ta lớn mạnh, chúng ta không cần bao nhiêu vào và khi mục sư có mặt trong nhà thờ là mục sư giảng, nhưng mục sư không có mặt nhà thờ, chúng ta có những người để chia sẻ lời Chúa được. Và đó là dấu hiệu chúng ta không có tin cậy là chỉ đặt gặp cho một sư là làm hết tất cả mọi thứ, nhưng mỗi người chúng ta sẽ làm được. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng được trang bị trong công tác phục vụ để cho đến khi tất cả đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiệu quý con của Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành đạt tầm vóc đầy trọn của Đức Christ. Trong khi Thiên Chúa rồi, chúng ta hãy mong muốn chúng ta lớn lên mạnh mẽ hơn Chúa. Mình có khổ cái này nữa, nhưng mà mong muốn rằng mình thấy cái người đó đã khổ rồi, nhưng mà giờ họ theo Chúa một thời gian họ không còn khổ nữa. Chị ơi, làm sao chị với tôi làm sao mà sống làm sao để mà tôi không còn khổ? Nếu mà trước đây chúng ta sống một đời sống mà chưa có nợ nần và tin Chúa rồi, chúng ta thấy người đó trước đây đã từng mắc nợ và họ thoát nợ nần rồi, anh chị ơi, tin Chúa rồi làm sao để thoát nợ? Thì chị cho tôi, chúng ta cần phải học để chúng ta thoát khỏi những cái hoàn cảnh trước đây trên đời sống của mình. Có những người trong hội thánh chúng ta thấy là ôi, vợ chồng này trước đây nó đùng đùng nhưng bây giờ họ hạnh phúc với nhau, thì hỏi anh ơi, làm sao mà chỉ tôi biết làm sao đối xử với vợ để mà vợ anh đối xử không giống vậy.
chị ơi, chị tôi nghe nói chị vợ chồng chị trước đây cũng có những lục đục và dường như chia tay, bây giờ làm sao gia đình thấy anh chị ấm cũng có gì, chị sẽ nói đi, chúng ta phải học. Amen. Và học đâu những lời của Chúa, và hỏi chị chúng ta những cách những lời Chúa để chúng ta sống. Cho nên khi mà muốn lớn lên mạnh, đó có nghĩa là ta lớn lên mạnh ở trong Chúa, chứ không lớn bên ngoài, lớn mạnh ở trong Chúa. Cái điểm thứ hai mà chúng ta nói đó đến đó là hội thánh thịnh vượng. Hội thánh thịnh vượng là có những tín đồ thịnh vượng. Tôi không dùng chữ giàu có, bởi giàu có chỉ có nói về tiền bạc không, nhưng mà tôi nói thịnh vượng nó bao gồm đủ mặt trong đó. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đó, Sáng Ký đoạn 12 câu 2, thế sẽ ban phước lành cho con. Một người mà Chúa ban phước cho họ là một người mà có phước hạnh đời sống, họ có phước. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong Châm Ngôn cho chúng ta biết rằng phước lành của Chúa làm nên giàu có nhưng không đem buồn phiền gặp theo. Có nghĩa cái phước của Chúa nó không có đau khổ trong đó. Kinh Thánh cho chúng ta trong Thi Thiên 127 cho chúng ta biết là nếu chúng ta không xây thì người thợ xây nhà cũng xây cũng lố công. Nếu mà Chúa không giữ thành thì người gác canh gác cổng thành, người gác canh thành cũng vô ích. Có nghĩa là Chúa nói nếu mà Chúa không xem, Chúa không giữ thì cuộc đời chúng ta có làm bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng có trợ gì. Cho nên khi mà chúng ta ước ao đời sống của chúng ta, Chúa ơi con ước ao khi mà con theo Chúa rồi, con ước ao làm sao cho đời sống con tình thịnh vượng trong gia đình, hạnh phúc trong gia đình, thịnh vượng trong chỗ làm, con làm đâu cũng được thịnh vượng, và thịnh vượng trong cái mối quan hệ, ở đâu cũng có nhiều người yêu mến, yêu thích mình. Thịnh vượng trong cái mở shop, mở tiệm, làm gì cũng được thịnh vượng. Chúng ta phải thao thiết được này. Tại sao chúng ta có thể thịnh vượng được? Không phải bởi công sức của chúng ta, nhưng mà bởi Chúa làm cho chúng ta được thịnh vượng. Kinh Thánh cho chúng ta biết về ông Joseph. Khi mà ông bị bắt, bị các anh bán qua bên Ai Cập làm nô lệ, và Kinh Thánh cho chúng ta Chúa ở với Joseph, cho nên biết gì Joseph làm cũng được thịnh vượng, cũng được thành công. Và ông chủ là Potiphar nhìn mà Joseph thấy Joseph làm gì cũng thành công, cho nên đặt ông làm cái người tổng quản gia nhà của ông. Tổng quản gia không chỉ là tổng quản gia cho công việc làm ăn nữa, mà ngay cả trong nhà luôn, tất cả mọi sự đều ông được nói. Và ngay cả khi mà ông bị vợ Potiphar mà du khấu ông bỏ vào trong tù, và ông ở trong tù, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa ở với Joseph ở trong tù. Có nghĩa là một cái người thịnh vượng là không cần biết hoàn cảnh của họ như thế nào, ở lúc lúc mà thấp nhất hay lúc mà cao nhất, chỗ nào họ cũng thịnh vượng, đó là nguyên tắc của Chúa. Không có thịnh vượng bởi vì họ tên họ nặng lên, nhưng mà Chúa ở cùng họ. Quay qua đừng quên, thịnh vượng anh chị là Chúa ở cùng mình. Thịnh vượng là Chúa ở với mình, cho nên làm cái gì cũng được thịnh vượng. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết khi mà Joseph mà bước vào trong cung điện gặp vua Pharaoh, ông vua nằm một giấc mơ, ông không giải được giấc mơ, mà Joseph giải giấc mơ cho ông. Và sau khi ông giải giấc mơ xong, vua Pharaoh nói chúng ta tìm đâu một người và có thân Chúa ở giống như người này. Cái dấu hiệu Chúa ở với chúng ta đó là dấu hiệu sự thịnh vượng của chúng ta. Dấu hiệu Chúa ở với chúng ta làm ít nhưng mà Chúa ban phước cho chúng ta, đó là phải nhiều. Và đó là điều mà chúng ta phải chốt lấy cho đời sống như thần Chúa của chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết về cái sự thịnh vượng của ông Abraham sau khi Chúa hứa với ông như thế này. Sáng Ký đoạn 13, đoạn 12 thì Chúa nói ta sẽ ban phước lành cho con. Sáng Ký đoạn 13, Abraham trở nên giàu có về gia súc, bạc và vàng. Câu 5, Lót đi di chuyển với Abraham, ông đứa cháu đi chung, đứa cháu đi ké. Ông cũng có bầy chiên, bầy bò và liều trại. Có nghĩa là khi mà Chúa ban phước cho chúng ta thịnh vượng, ta ai gần chúng ta không được thịnh vượng. Chúng ta làm ăn với ai người đó cũng thành công. Đó là dấu hiệu mà Chúa ở với chúng ta. Kinh Thánh cho chúng biết đất đai không đủ chỗ cho họ sống chung vì tài sản họ quá nhiều nên không sống chung được. Tuy nhiên ở đây Chúa nói ta là cái sự thịnh vượng Chúa dành cho họ đó không tổ chức, đất đai không tổ chức. Rồi chúng ta xem đứa con của ông ta là Isaac nha. Khi Abraham lìa đời, ông chúc phước
lại cho con của mình là Isaac. Đoạn 26, thế là kỷ đoạn 26. Chúa bảo Isaac, con đừng xuống Ai Cập, con cứ ở tại xứ mà ta chỉ cho con. Hãy tạm trú trong xứ này thì ta sẽ ở với con, ban phước cho con. Isaac gieo trồng trong xứ đó, năm ấy gặt hái 100 lần vì Chúa ban phước cho ông. Isaac thành ra giàu có, của cải càng ngày càng gia tăng đến mức trở nên cực thịnh. Ông có nhiều bầy chiên, bầy bò và nhiều tớ tớ, nên bị dân Phi Tinh ganh tị. Tôi muốn cho chúng ta một cái tin lành mà Chúa dành cho chúng ta. Tin lành này không phải là chúng ta làm lành, nhưng mà Chúa làm nhiều lành cho chúng ta. Tin lành này là đức tin mà bởi vì chúng ta là con cái của Chúa, là giao ước của Chúa, và Chúa muốn cuộc đời chúng ta là phước, là mùa phước cho người khác. Chúa muốn cuộc đời chúng ta ảnh hưởng cho người khác, do đó Chúa chúc phước cho chúng ta và ngày muốn chúng ta được thịnh vượng. Ngày muốn chúng ta được thịnh vượng, Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi mà có một cái cơn hạn hán đến và Isaac dự định đi qua bên Ai Cập, nhưng cho nên đừng đi ở nơi xứ này. Thì chúng ta nghe câu này nào, hãy tạm trú trong xứ này thì ta sẽ ở với con. Có nghĩa là chúng ta chỉ ở nơi nào Chúa muốn chúng ta ở thôi, chúng ta chỉ làm gì Chúa muốn chúng ta làm thôi. Thì khi mà Isaac làm nơi này thì Kinh Thánh cho chúng ta biết ông gieo ông gặt trong lòng. Giữa cơn hạn hán người ta đói, người ta kê, người ta thiếu thốn, nhưng mà Joseph ở Isaac trong lúc đó ông trở nên gấp trăm lần hơn. Hãy nhìn xem đoạn thánh này có gì, hãy đọc lại rồi đọc và suy gẫm đoạn thánh này. Kinh Thánh cho biết Isaac trở nên giàu có, của cải càng gia tăng đến mức trở nên cực thịnh. Ông có nhiều bầy chiên, bầy bò và nhiều con tớ nên bị dân Phi Tinh ganh tị. Tôi cũng thưa với chúng ta rằng nếu như mà chúng ta tin cậy nơi Chúa, chúng ta tin lòng với Chúa và mà chúng ta đi theo ý muốn của Chúa thì sẽ không một lúc nào đó chúng ta sẽ không bị thử thách, có lúc nào đó Chúa sẽ làm cho chúng ta là một trung tâm mà mọi người sẽ nói với mình. Chúng ta là một nơi mà nhiều khách sẽ khen ngợi và sẽ có những người ganh tị và nói xấu chúng ta. Cho nên họ ganh tị chúng ta là tại sao vì Chúa bảo phước cho chúng ta. Hãy sống một đời sống sao mà người khác ganh tị mình. Tôi muốn nói chúng ta ở đây, họ ganh tị chúng ta để cái gì? Họ cuối cùng họ đi theo chúng ta. Amen không ạ? Họ ưa chúng ta, họ nói xấu chúng ta, nhưng họ chê lên chúng ta. Nhưng mà lúc nào đó họ thấy không được, mình chê nó hoài nhưng mà thấy càng chê nó nên là được Chúa càng ban phước cho nó. Thôi đi theo Chúa có đó cái rồi đi. Phải không ạ? Chứ là hãy sống đời sống sao mà người ta nhìn vào đời sống ta, ồ tôi muốn gia đình tôi giống như anh chị. Tôi muốn sẽ con thái tôi giống như con anh chị. Tôi muốn làm sao cuộc đời của tôi á mà mình được an trong anh chị khó khăn hoạn nạn, mà tôi thấy người ta gặp khó khăn, người ta thiếu tốt thì bạc kinh tế đi xuống, nhưng anh chị lại được trở nên giàu có. Hãy làm sao sống giống như là đơn giản thôi. Chúa ở với mình ngồi qua mình, Chúa ở với mình sẽ làm mình khác biệt. Chúa ở với mình làm khác biệt. Thì Thanh mà trên xe là chính từ Thiên Chúa rồi mất mấy tuần nãy thì có tiền có dư, còn trước là không dư tiền. Anh chị Thanh trước là tháng nào cũng hết, tháng này dư rất là nhiều, lần dần. Cho nên là chúng ta theo Chúa, chúng ta có sự khác biệt. Tin lành của Chúa là quy phép cho những người tin. Chúng ta không có tin lành, tôi lớn từ nhỏ tôi đi theo ông bà cha mẹ tôi, nhưng mà tôi thấy nó khổ sở quá. Cái tin lành nó không phải tin lành của Chúa Giêsu vậy, tin lành nó phải tin lành phao lô vậy, nó chỉ tôn giáo thôi. Cho nên ở đây chúng ta, Chúa muốn chúng ta thịnh vượng. Làm sao được thịnh vượng? Thịnh vượng tâm linh trước. Đời sống tâm linh của chúng ta phải mạnh mẽ trước, đời sống tâm linh chúng ta phải giàu có trước, trước khi những phước hạnh đến đời sống của mình. Cho nên chúng ta, khi mà chúng ta thịnh vượng phần tâm linh, có nghĩa là chúng ta quyết định gì? Không phải tự chúng ta quyết định, chúng ta quyết định theo cảm xúc chúng ta. Chúng ta không quyết định bởi vì mình thúc đẩy chúng ta quyết định, mà chúng ta được Chúa dẫn dắt, Chúa hướng dẫn chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết có con đường dường như chính đáng cho mọi người, nhưng mà cuối cùng nó là sự chết. Cho nên chúng ta không tự quyết định, chúng ta hỏi Chúa, con muốn làm cái này, Chúa sẽ giúp chỉ cho con làm, chỉ cho con làm sao để làm điều này. Mà chúng ta mở sốt mà không có Chúa chỉ dẫn chúng ta mở chúng ta sẽ đóng. Chúng ta thấy người khác thành công, chúng ta giàu vô, chúng ta làm, cuối cùng người khác thành công trong khi chúng ta thất bại. Cho nên chúng ta cần xin Chúa chỉ dẫn cho con làm sao con làm được này. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng
Khi mà chúng ta đi đến với Chúa đó, Chúa dạy chúng ta thế này: hãy hết lòng tin cậy Chúa, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài san bằng cách nẻo của con. Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều rất là quan trọng: khi chúng ta gặp một nan đề nào đó, một ngọn núi nào chúng ta, một khó khăn, một hoạn nạn nào chúng ta, nhận với Chúa: Chúa ơi, con có một hoạn nạn, con thử thách này nó to lớn, con phải làm sao? Chúa chỉ cho con nào, dẫn cho con nào. Và khi chúng ta nhận với Chúa thì điều gì? Chúa san bằng, không còn biết ngọn núi nó to, không biết kêu hố sâu hố sâu. Chúa, nếu hố sâu Chúa lấp đầy, nếu ngọn núi Chúa san bằng. Cho nên khi mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta nhận với Ngài, thì Ngài sẽ san bằng cách nẻo chúng ta. Đừng khôn ngoan đến cách mắt mình, ông nghĩ là còn cách này vô được mà nghe, cách này giải quyết được nan đề này, cách này sẽ giải quyết nan đề kia. Không, chúng ta không có giải quyết theo cách đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết cái người khôn ngoan nhất là vua Sô-lô. Ông dạy cho chúng ta trong Châm Ngôn 3, về đi đọc trong hớp của Châm Ngôn 3 cũng như thế. Đừng khôn ngoan theo mà mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lưu điều ác. Chúng ta muốn được Chúa ban phước chúng ta là kính sợ Chúa, và điều nào tựa như là ác, điều nào ác tránh xa. Và điều gì xảy ra? Kế tiếp là gì? Hãy lấy tài sản qua lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Có nghĩa là Chúa ban phước cho mình điều gì? Cái gì đầu tiên mình dâng lên cho Chúa? Tôi biết mình lúc còn trẻ, tuy nhiên giờ lúc còn trẻ. Tôi có tiền về đưa cho mẹ. Rồi tôi thấy gì ngon, tôi nhớ đến, đưa cho mẹ. Đốt tôi lúc nào cũng có tiền. Đồng hồ Omega, đồng hồ Long Xin. Nếu như chúng ta biết ơn Chúa, bất cứ gì Chúa cho mình, dâng lên Chúa, cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ là người trực mắt Chúa ngày đêm nhìn xem chúng ta và phước chúng ta. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy ông là dâng cho Chúa những hoa lợi tài sản Chúa cho mình. Cái tiếp là gì? Như thế, nếu mà con làm như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép lúa con sẽ tràn đầy lúa mì, luôn luôn có lúa. Anh em ơi, quay qua người con, hãy chứng minh cho những người mới. Một chút tiền để chút. Anh em ơi, cho nên nhưng mà để làm cho Chúa thịnh vượng, Chúa nói với ông Abraham như thế này: hãy rời bỏ quê hương dân con và nhà con, hãy đến xứ mà ta chỉ cho. Có nghĩa là nãy Thanh có nói đến năm nay là năm mà bước đi trong sự siêu nhiên, và muốn đi trong sự siêu nhiên chúng ta phải bỏ cái cột. Bỏ gì Chúa không đẹp lòng, bỏ gì Chúa không thích, và chúng ta đi những gì Chúa chỉ cho ta, và chúng ta đi những gì Kinh Thánh dạy chúng ta. Hãy bước đi những bước đi mà chưa bao giờ bước đi qua, để mình thấy những cái lại chưa bao giờ thấy qua. Anh em ạ, ai trong chúng ta đi chứng anh ở đây rồi mà chúng ta thấy những điều mà chưa được thấy qua, mình đã làm cho ta lên rồi đi. Tại sao? Để con hôn gia đình chứ được. Có nghĩa là chúng ta có thể làm những công việc chúng ta chưa làm thấy qua. Làm sao chúng ta đã làm những việc mà chúng ta chưa làm qua? Hãy đi tới những chỗ chưa bao giờ đi qua. Hãy làm những công việc chưa bao giờ làm qua, thì chúng ta sẽ khó thấy những điều mà chưa được thấy qua. Amen. Quay mừng của mình, hãy đi tới chỗ mình chưa được đi qua để có thể làm những điều mà chưa bao giờ làm qua. Quay qua của mình, đừng ở một chỗ chán lắm. Đừng ở chỗ chán lắm. Tôi cảm ơn Chúa, anh Lan nói với tôi là kỳ sau Lan sẽ đi thấy vợ đi. Làm sao tôi sẽ nhắm vào lúc nào mà anh Lan phải là khó khăn nhất để anh Lan đi, ví dụ đi Mỹ chẳng hạn như ok.
và để làm những điều này, chúng ta cái thánh ông Chúa nói ông Giô-sê này, con hãy mạnh dạn và cực kỳ chắc chắn. Muốn làm cái điều này, chúng ta phải mạnh dạn lên, có khen gia đình mạnh dạn lên, có bệnh tật mạnh dạn lên, bất cứ gì mạnh dạn lên chúng ta. Mạnh dạn và cực kỳ can đảm. Đây là tôi từ khi mà tôi về Việt Nam nó khiến cho tôi học được cái giọng bắc cực kỳ cực kỳ can đảm. Cái giọng không có gì giọng mạnh dạn và cực kỳ can đảm, hãy cẩn thận vâng giữ các kinh luật mà Môi-se đầy tớ đang truyền con, đừng xây qua bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đi đến. Sức mạnh của cái sự thành công của Chúa chúng ta là tập trung vào Chúa, không quay lên trái, không quay lên phải. Chúa dạy chúng ta là niềm chỉ tin mà thôi. Và kế tiếp là quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều chép trong ấy, trong sách ấy, vì như thế vậy đường lối con có được thịnh vượng và thành công. Chứ thành công chúng ta lệ thuộc vào cái tu nghĩ cái thánh này. Càng suy gẫm lời Chúa, càng học lời Chúa thì Chúa sẽ khiến chúng ta thành công. Nào Phúc Truyền 8 câu 16 câu 19 thế này, ông Môi-se nói với cho dân Israel thế này: Chúa cho anh chị em chịu gian nan để thử thách anh chị em, và cuối cùng ban phước hạnh cho anh chị em. Không có thử thách không có phước hạnh. Quay qua một chút, không có thử thách không có phước hạnh. Cái câu kế tiếp là nó quan trọng này: vượt qua thử thách mới nhận được phước lành. Vượt qua thử thách mới nhận được phước lành. Chứ nói gì cho nên con thay Chúa, ai muốn nhận được phước lành đâu, giơ tay lên. Rồi chúng bạn không gì thử thách. Không có thử thách không có phước lành. Thử thách càng lớn thì phước lành càng to. Phước đèn. Phước đèn, cảm ơn. Đừng tự nhủ rằng nhờ quyền năng và sức mạnh ta tạo nên cơ nghiệp này, nhưng phải tưởng nhớ Đức Chúa Trời anh chị em là đấng chính Ngài đã ban cho em khả năng để tạo dựng sự nghiệp với mục đích thực hiện giao ước Ngài đã thề hứa với tổ tiên. Kinh Thánh ở đây khẳng định chúng ta một điều rất là rõ ràng, đó là sự thành công của chúng ta, sự nghiệp của chúng ta, cái phước lành của chúng ta, tất cả là do Chúa tạo nên cho chúng ta, chứ không phải chúng ta. Chúa khiến chúng ta, Chúa làm cho chúng ta. Khi chúng ta đặt tay cho người đau, Chúa chữa lành cho người đau. Chúng ta làm công việc của một người tự nhiên, Chúa là công việc siêu nhiên của Ngài, Chúa chữa lành cho người ta. Trong nhóm như là có người cầu nguyện cho, trong nhóm chúng ta như là có người cầu nguyện cho người biết được nghe. Tiếp rất nhiều năm làm sao mà chưa làm được, hợp lý không? Tập tay vào tay người ta là chưa làm được, hợp lý không? Chúng ta đặt tay làm công việc của con người tự nhiên làm được, Chúa làm công việc siêu nhiên của Ngài là chưa làm cho người ta được. Chúng ta bước ra làm ăn, làm kinh doanh, chúng ta làm những công việc chúng ta làm bình thường, làm mail, làm cái gì đó chúng ta làm, nhưng mà Chúa làm cho công việc chúng ta tinh rồi và thành công. Chúa làm vượt qua cái sức của chúng ta. Sức của chúng ta làm là làm cái sức tự nhiên, nhưng mà Chúa làm cho sự thành công là cái sự siêu nhiên. Chúa khiến và do đó ở đây cho chúng ta biết rằng để có điều này, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đừng quên Chúa, hãy tưởng nhớ Chúa, biết ơn Chúa. Và cái Thánh nói cái thứ rằng hãy tưởng nhớ Chúa Đức Trời anh chị em, chính Ngài đã ban cho em khả năng để tạo dựng sự nghiệp với mục đích thực hiện giao ước của Ngài với tổ tiên. Có nghĩa là Chúa hứa với Abraham là cho chúng ta được phước để trở thành nguồn phước. Có nghĩa là Chúa muốn cho chúng ta được phước để rồi chúng ta đem cái phước đó chia sẻ cho người khác. Một khi cái phước của Chúa dừng lại cái tờ của chúng ta rồi là chấm hết. Nên Chúa bảo của chúng ta hãy tiếp tục tặng cho người khác. Hãy khi nào anh chị em quên Chúa thì ngày hôm nay tôi quả quyết anh chị em rằng chắc chắn sẽ được.
cho những người sống ích kỷ sẽ không bao giờ giữ được lâu. Okay. Và điểm thứ ba mà chúng ta sẽ nói đến, thứ nhất là chúng ta nói lớn mạnh, thứ hai chúng ta nói thịnh vượng, và thứ ba chúng ta nói là một đời sống ảnh hưởng, hội thánh ảnh hưởng, bởi vì con cái của Chúa ảnh hưởng. Kinh Thánh Chúa hứa với Abraham này, ta sẽ ban phước lành cho con và làm nổi danh con, làm cho nổi tiếng. Người ta sẽ đôn về chúng ta, và con sẽ trở thành nguồn phước. Nguồn phước có nghĩa là chúng ta ở một cái nơi mà từ nơi chúng ta luôn luôn có gì cho người khác. Giô-suê đoạn 1 làm ngọc phước là như thế nào? Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13: các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất mặn đi thì lấy cái gì làm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta dẫn dưới chân. Kinh Thánh cho chúng ta biết là cơ đốc nhân chúng ta được sinh ra để được phước, sinh ra để ảnh hưởng, chứ không phải bị ảnh hưởng. Chúng ta phải ảnh hưởng thế gian, chúng ta là ánh sáng, chúng ta ảnh hưởng thế gian, chứ không bắt chước thế gian. Thế gian gian dối, chúng ta không gian dối, chúng ta sống công chính, chúng ta ảnh hưởng thế gian. Tiếng Anh dùng chữ là influencer, tức là người gây ảnh hưởng. Chúng ta là người cơ đốc nhân, chúng ta là người gây ảnh hưởng, chứ không phải là người bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng là gì? Ai nói gì sai chúng ta làm theo, đó là chúng ta bị ảnh hưởng. Những người nào đi vào trong trường học và bị bạn bè rủ rê vui chơi mà không học hành, bị ảnh hưởng. Nhưng mà chúng ta là những người được Chúa dựng nên, chúng ta được Chúa cứu để gây ảnh hưởng tốt cho người khác. Amen. Và cho bắt đầu quay vô người quên, anh chị được gọi, được cứu để gây ảnh hưởng, gây ảnh hưởng tốt cho người ta. Bây giờ nếu mà chúng ta không có gây ảnh hưởng tốt, chúng ta sẽ gây ảnh hưởng xấu. Cho nên gây ảnh hưởng, Kinh Thánh cho chúng ta biết là lý do chúng ta gây ảnh hưởng cho người khác, bởi vì Chúa ở trong chúng ta, Chúa là ánh sáng của chúng ta, Ngài chọn chúng ta là ánh sáng. Giô-suê một Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14: các con là ánh sáng của thế gian, một cái thành xây trên ngọn đồi sẽ không bị che khuất, không ai thắp đèn và đặt trong thùng, nhưng đặt trên chân đèn để soi sáng mọi người trong nhà. Chúa muốn nói chúng ta ánh sáng. Cái đèn phải được đặt ở trên cái chân đèn, đặt ở chỗ cao để cho mọi người nhìn thấy, chứ không có đèn đẩy tờ để chi soi sáng cho cả người khác. Có nghĩa Chúa muốn nói là ở nơi nào còn hãy soi sáng cho những người mình. Khi gia đình chúng ta gặp nan đề, gặp khó khăn, hãy bước ra bằng đức tin và tin rằng Chúa có quyền năng. Nói ba mẹ ơi, anh chị ơi, cô ơi, Chúa của em tin, Chúa của con tin, có quyền năng thay đổi cái chuyện này, và con sẽ cầu nguyện cái chuyện này. Hãy tin vào điều này. Và cho đó Chúa muốn chúng ta ghi ảnh hưởng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bóng tối không thể nào khống chế ánh sáng, nhưng ánh sáng không chế bóng tối. Khi không cần bước vô phòng này, nó tối bao lâu, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, hay là 5 phút chẳng được, chúng ta bật công tắc lên thì nó sáng. Là con cái của Chúa, chúng ta khi một nơi nào đó có một bóng tối xảy đến đời sống mình, sáng lên. Nan đề xảy đến, thiếu thốn, sáng lên. Sáng lên cái nào, tin lời Chúa được cung cấp cho mình. Khi bệnh tật xảy đến trên đời sống, tin lời Chúa được chữa lành, sáng lên. Khi người ta ghi lộn với sự mình vui vẻ, bình an, chúc phước điều đó là sáng rồi. Amen. Đó là cách chúng ta sáng. Còn nếu mà người ta tối rồi, người ta chửi chúng ta chửi lại thì chúng ta còn tối hơn nữa, đúng không? Đó. Cho nên quay mặt của mình sáng lên, sáng lên, sáng lên. Amen. Ê-sai đoạn 60, chúng ta coi câu thánh này, Chúa nói với chúng ta này: khi bóng tối đến là lúc Chúa làm chúng ta sáng này. Hãy đứng lên và chiếu sáng, vì ánh sáng ngươi đã đến, và vinh quang của Chúa tỏ sáng trên ngươi. Vì này, bóng tối sẽ bao trùm qua đất và tối tăm che phủ các dân, nhưng Chúa sẽ tỏ sáng trên ngươi và vinh quang của Ngài chiếu sáng trên ngươi. Có nghĩa là khi bóng tối sẽ đến là lúc chúng ta làm sao sáng. Amen.
Trên đời sống của chúng tôi, chúng ta có ba điều mà Hội Thánh chúng ta khái tượng của Hội Thánh chúng ta: lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Bắt đầu năm nay, cầu xin Chúa năm nay là năm mà chúng ta lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Hãy bắt đầu cầu nguyện của Chúa: Chúa ơi, con muốn có một khái tượng năm nay cho cuộc đời con, làm sao để con lớn mạnh, ảnh hưởng, làm sao cuộc đời con có những gì trong năm qua con cần phải bỏ lại để năm mới này con bước đi trong cái sự lớn mạnh, thịnh vượng, ảnh hưởng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con đến với Ngài trong buổi sáng hôm nay, chúng con cầu nguyện cho cá nhân con và từng thành viên trong Hội Thánh của chúng con và những người đang trên online cùng giống chúng con trong buổi sáng này. Hãy Chúa có cầu nguyện cho từng người một con nhận biết rằng Chúa là đấng mà lập giao ước với Abraham cũng như chính Ngài đã lập giao ước với chúng con. Và đức tin, chúng con tin rằng cuộc đời của chúng con là cuộc đời mà lớn mạnh, cuộc đời thịnh vượng và ảnh hưởng. Một cái phóng đoạn thánh là Chúa hứa chúng con Ngài ban phước cho chúng con. Ngài sẽ làm cho con nước lớn, Ngài làm cho con nổi danh và cuộc đời chúng con là một phước. Tôi cầu nguyện cho bất cứ ai chúng con tại đây, chúng con đừng sợ bất cứ ai hạ hiếp mình, đừng sợ bất cứ ai coi thường mình, đừng sợ ai rủa xả mình, bởi vì bất cứ ai đụng đến con là họ đụng đến Ngài. Trên cuộc đời con cứ tiếp tục tin cậy nơi Chúa, nhắm lấy Giêsu là cội rễ và cuối cùng tin con và chúng con đi tới. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta cùng đứng lên trong giờ này và chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa. Hãy nói với Chúa trên này. Và nếu ai chúng ta nói Chúa ơi, năm nay con muốn cuộc đời con một cuộc đời lớn mạnh và được, hãy giơ tay lên nói Chúa. Chúa hãy xin làm lại cho con hôm nay. Hãy làm lại cuộc đời con hôm nay. Con muốn cuộc đời con lớn mạnh, con muốn cuộc đời con theo Chúa với hôm nay thì cha cũng như vậy. Con cuộc đời của con với hôm nay chỉ có bao nhiêu thôi, nhưng con muốn dư dật hơn để con trở thành một phước cho người khác, để con chia sẻ những con có cho người khác. Con muốn có thật nhiều để con chia sẻ cho người ta thật nhiều. Và nói thôi cũng nhận muốn ảnh hưởng người khác. Ở nơi nào có mặt con, người khác sẽ được thay đổi, người khác ảnh hưởng bởi con. Con không muốn ảnh hưởng xấu từ nơi của người khác nữa. Con không muốn ảnh hưởng đời sống theo Chúa một cách lề mề, lúc nóng lúc lạnh. Nhiều con muốn đời sống con luôn gây ảnh hưởng và một ngọn lửa của Chúa đến đâu thì lửa Chúa bùng cháy trên người khác. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cha ơi, chúng con nói với Ngài buổi sáng hôm nay này, cuộc đời chúng con bắt đầu hôm nay trao cho Chúa. Xin Chúa hãy dẫn dắt cuộc đời chúng con, dẫn dắt cuộc đời chúng con hôm nay để cuộc đời con mỗi ngày chúng con càng lớn mạnh, càng được thịnh vượng và càng ảnh hưởng cho nhiều người chúng con. Cầu cái điều này cho danh sự của Chúa. Khi chúng con lớn mạnh, thịnh vượng, ảnh hưởng thì điều này sẽ Hội Thánh con sẽ lớn mạnh và ảnh hưởng. Con cảm ơn Ngài. Con cảm Chúa cho những con cái Chúa trong những thời gian qua họ trung tín trong những điều mà họ đã làm. Và Chúa năm nay con cầu nguyện Ngài nâng họ lên, sức dầu mới cho họ, cho họ khải tượng mới, cho họ một ước mơ mới để họ làm cho Ngài. Con cầu nguyện bắt đầu hôm nay với sự Chúa bắt đầu họ nhận thấy rằng khi chúng con xây nhà Chúa, Ngài sẽ xây nhà của chúng con. Chúng con chăm sóc nhà của Chúa đẹp thì Chúa làm cho nhà của con được xinh đẹp. Con cầu nguyện Chúa bắt đầu hôm nay chúng con nhìn thấy rằng chúng con sẽ đổi ngược lại, thay vì con tập Chúa vào chúng con, chúng con tập Chúa vào Chúa và chúng con sẽ thấy chính Chúa sẽ khiến chúng con trở nên là những con người lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa và cầu trong danh của Jesus Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.